is all about. Theo xác nhận của Nguyễn Tiến Minh, tay vợt số 1 Việt Nam sẽ không thể góp mặt tại SEA Games 30. Nguyên nhân là bởi Tiến Minh bị rách cơ trong lúc tập luyện tại Hà Nội cách đây gần 1 tuần. Chấn thương chưa hồi phục, cùng với việc sắp bước vào giai đoạn quan trọng cho tấm vé dự Olympic 2020, Tiến Minh đã quyết định rút lui tại giải đấu trên đất Philippines. Do ban tổ chức SEA Games 30 đã chốt danh sách các vận động viên tham dự, nên cầu lông Việt Nam chỉ có đúng một đại diện ở nội dung đơn nam là Nguyễn Hải Đăng, trong khi Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang sẽ tranh chấp huy chương ở nội dung đơn nữ và đồng đội nữ. Trong làng quần vợt, hai huyền thoại sống là Roger Federer và Rafael Nadal thường được ví như hai siêu sao của làng túc cầu là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Chia sẻ về sự so sánh này, Federer cho hay: "Tôi có nghe nói rằng bản thân được ví như Messi, còn Nadal thì được so sánh như Cristiano. Nhưng tôi không biết nguyên nhân tại sao, cả hai ngôi sao đó đều đạt được những thành tích không thể tin nổi trong bóng đá. Hiện tại, Roger Federer đang trải qua tour giải đấu biểu diễn tại châu Mỹ cùng với Alexander Zverev. Ở trận đấu mới nhất tại Mexico, cả hai đã thiết lập kỷ lục thế giới về số khán giả xem một trận quần vợt với hơn 42.000 người. Kỷ lục này nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ vào ngày 2 tháng 2 năm sau, khi Roger Federer đấu giao hữu với Nadal tại Cape Town, sân đấu có sức chứa 55.000 chỗ ngồi. Tại GP Malaysia 2019, trong nỗ lực tranh pole với Fabio Quartararo, Marc Marquez đã gặp sự cố ngã xe ở Turn 2. Sau khi đội ngũ y tế kiểm tra tại chỗ, tay đua của Repsol Honda được chẩn đoán không gặp chấn thương nghiêm trọng. Đến buổi test ở trường đua Hagres mới đây, Marc Marquez đã hứng chịu cú ngã xe mạnh. Sau khi tham khảo ý kiến các bác sĩ, tay đua người Tây Ban Nha quyết định phẫu thuật chấn thương vai để tránh tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Mục tiêu của nhà vô địch MotoGP 2019 là hồi phục chấn thương cho Sepang Test sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau. Tại Fox News đưa tin về một vụ đột nhập ở khu vực Rochester. Đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời hành nghề của tên trộm. Theo đó, vào khoảng 23 giờ, một người đàn ông tìm đến nhà của bà William Murphy và gọi bà nhờ xe cứu thương. Thay vì đáp ứng yêu cầu của kẻ lạ mặt, cụ bà 82 tuổi này đã gọi nhờ sự trợ giúp từ phía cảnh sát. Nổi điên trước hành động của bà Murphy, tên trộm đã phá cửa để đột nhập vào trong. Murphy cho hay, bà đã dùng một loạt đồ dụng trong nhà như cái bàn, chai dầu gội, chổi để tấn công tên trộm. Kết quả sau cùng là tên trộm bất tỉnh và được phía cảnh sát đưa lên xe cứu thương. Được biết, cụ bà William Murphy là một vận động viên thể hình và có thể nhấc mức tạ 102kg và vẫn đang duy trì việc tập luyện tại trung tâm cộng đồng Maplewood YMCA. Chuỗi trận thắng của Dallas Mavericks đã phải dừng lại ở con số 5 sau màn tiếp đón đối thủ cực kỳ khó chịu là LA Clippers. Trong ngày thi đấu mà Luka Doncic bị khóa chặt hoàn toàn, đội chủ sân American Alexander đã phải chịu thất bại với tỷ số 99-114. Trong thắng lợi thứ 6 liên tiếp của đội khách, Kawhi Leonard đóng góp 28 điểm, 8 rebounds, còn Paul George cũng chẳng kém cạnh với 26 điểm và 4 rebounds. Về phía Dallas, dù bị theo kèm rất chặt, song Doncic vẫn có chỉ mình 22 điểm, 8 rebounds và 6 kiến tạo. Sáng mai, LA Clippers sẽ tiếp tục làm khách khi đối đầu với Memphis Grizzlies. Trong khi đó, Dallas Mavericks nhiều khả năng sẽ trút dần lên Phoenix Suns ở trận đấu diễn ra vào sáng thứ bảy tới đây. Kết thúc The International 2019, đội hình của Team Liquid đã quyết định giải thể dù giành ngôi vị Á quân. Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, cuối cùng Kuroki và các đồng đội đã trở lại với tên gọi mới là Nigma Esports. Với việc giữ nguyên đội hình cũ, Nigma vẫn được đánh giá là một trong những team Dota 2 hàng đầu thế giới tại TPC 2019-2020. Giải đấu đầu tiên mà Team Nigma tham dự sẽ là vòng loại Leipzig Major diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11. Trên Twitter chính thức, T1 đã gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Koma sau gần 7 năm gắn bó. Như vậy, gấu mèo vĩ đại sẽ không đồng hành cùng với Faker cùng với các đồng đội trong mùa giải 2020. Theo vào đó, thuyền trưởng mới của nhà vô địch LCK sẽ là huấn luyện viên Kim, người từng đưa Invictus Gaming lên đỉnh thế giới với chức vô địch vào năm 2018. Về tình hình nhân sự, người hâm mộ T1 không khỏi hoang mang trước đội hình của mùa giải 2020 vừa được công bố. Theo đó, ở đường trên, người thay thế Khan không phải là Smap như tin đồn mà là Roach, cựu thành viên của Genji, trong khi các thành viên mới còn lại như Kana, Ellen, Guma GC và Curie đều là những thực tập sinh của lò đào tạo SKT được đôn lên đội 1.